trang sách ơi, đến gần ta soi đường tôi. Nghìn năm có trôi, những tia sáng ơi vẫn còn. Sách mang theo bao tâm hồn, nhìn thấu khắp thế gian. Bước chân đi chặng đường dài, tìm đến muôn. Xin chào tất cả các bạn, mình là Quỳnh Anh, đến từ lớp 4B, trường tiểu học Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Sở thích của mình là đọc sách. Đối với mình, sách là nguồn tri thức vô tận. Sách cho ta bao nhiêu điều hay, ý đẹp, dạy ta cách làm người. Trong các thể loại sách, mình thích nhất là thể loại tranh truyện dân gian Việt Nam. Tranh truyện dân gian Việt Nam giúp chúng ta giàu thêm mơ ước, biết sống đẹp và trân trọng truyền thống cha ông. Hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn một trong số những cuốn sách mà mình yêu thích, đó chính là cuốn Có công mai sách có ngày nên kim do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Có công mai sách có ngày nên kim là một câu tục ngữ mà ông cha ta thường răn dạy con cháu về việc phải biết kiên trì, cần mẫn làm một điều gì đó thì nhất định sẽ đạt được kết quả như ý muốn. Cuốn truyện Có công mai sách có ngày nên kim gồm 31 trang. Truyện kể rằng ở làng nọ có một anh chàng hiền lành, chất phác quá, hóa ra đần, không biết làm việc gì, sống nhờ vào mẹ. Mẹ chàng thấy con thuốc kiểm bạn bè thì thương lắm. Một hôm, bà đưa cho chàng một túi vàng và bảo, con hãy đi tìm học một nghề, khi nào học được một nghề thì trở về với mẹ. Chàng trai vâng lời mẹ cầm túi bạc ra đi, nhưng đi mãi, chàng vẫn chưa tìm được nghề gì để học. Đến một hôm, vào một buổi sáng, chàng đi để giữa chợ thì gặp hai thầy bán thuốc xào, vừa bán thuốc, vừa gõ, phèng phèng. Chàng đến xem thầy hay, liền xin việc túi bạc để được học nghề. Từ đó, ngày ngày, chàng trai theo thầy ra chợ, hai thầy dạy chàng rất nhiều bài thuốc. Nhưng tiếng chàng học trước quên sau, nên chỉ học được mỗi cách chữa bệnh về mắt. Cũng nhờ việc chữa bệnh về mắt mà chàng lấy được vợ là con gái của một phú ông. Nhưng một thời gian sau khi về nhà chồng, vợ chàng mới phát hiện ra rằng chồng mình quá đỗi ngốc nghếch, không biết làm việc gì ngoài việc chữa mắt, nên tìm mọi cách giải khôn cho chồng. Vợ chàng vốn là con nhà khá giả, nên từ bé đã được cha mẹ cho ăn học, nên bây giờ cô sắm sách vở về nhà đóng cửa dạy chồng. Được vợ tận tâm dạy dỗ, người chồng học hành ngày càng tận tới. Sau bao cố gắng nỗ lực, cuối cùng anh chàng ngốc nghếch cũng ăn học nên người, đi thi đỗ trạng nguyên. Hôm chàng vinh quy bái tổ, bà con làng trên xóm dưới kéo đến đón mừng. Ai cũng tấm tắc khen vợ chồng chàng rằng, có công mai sắt, có ngày nên kim. Đấy, các bạn thấy không, chỉ từ một anh chàng ngốc nghếch đần độn mà lại có thể trở thành trạng nguyên, thì các bạn cũng có thể trở thành con ngoan trò giỏi đúng không nào? Các bạn à, làm gì cũng cần có sự cố gắng và kiên trì, thì nhất định sẽ thành công. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những dịp sau.